của họ cũng đang rất xích sát nhau. Ngay sau khi đá xong trận đấu ngày hôm nay thì cầu thủ Đình Chiền sẽ phải theo dõi thêm trận đấu giữa anh em Cây Trâm và các thủ Bất Động Sản Nhà Việt, cùng với đó là Roy Jokka. Được chuyền vào, vừa rồi là đường chuyền hướng về cột 2 nơi có sự có mặt của Gia Hù. Ngày hôm nay thì bên phía Đình Chiền không có được sự phục vụ của Vũ Mane do anh đã phải nhận một tấm thẻ đỏ ở trong vòng đấu trước. Thiên Bưu rất hay, trọng tài xác định đã có lỗi so với quả đá phạt đầu tiên mà các thủ Đình Chiền được hưởng. Và người đứng trước bóng là Đình Anh, đường chuyền nhanh không thành công. Pha phản xạ tốt đến từ thủ thành Tâm Baker. Ngày hôm nay thì vai trò của Tâm Baker sẽ là tối quan trọng. Thì anh sẽ vừa phải chơi tốt và vừa phải hô hào. Năm Đình Chiền cũng đang thi đấu ở trên sân. Rất hay, đây là quang sáng. Đã có lỗi, trọng tài xác định đã có lỗi ở trong tình huống vừa rồi. Một pha thoát đi rất nhanh sau một cú đánh gót thực sự là rất hay bên phía các thủ áo đỏ. Lần này thì Đình Anh đang đứng trước bóng, cùng với đó là Thiện Bưu. Thiện Bưu rất nguy hiểm, quang sáng không vào. Một pha bóng mà các thủ bên phía Sài Gòn đã không tập trung. Và ngay sau đó thì Thiện Bưu đã chấp lấy cơ hội để tạo ra một cú sút. Bóng đập vào người của Tâm Baker, chính xác là anh đã đẩy bóng ra. Và quang sáng đã có mặt để tung ra tình huống dứt điểm. Nhưng cuối cùng thì như mọi người đã thấy, bóng đã đi vào sáng ngang. Vẫn là Trần Anh, dốc bóng, Lâm Cao Mau, cú sút ngay không được. Cú sút vẫn chưa đủ khó để đánh bại thủ thành chỗ cả sâu. Lên bóng, vẫn còn, dứt điểm, Lâm Cao Mau. Cuba đã có mặt kịp thời. Và như vậy trọng tài xác định đã có lỗi của Cuba. Lần này Trần Anh, cú sút rất nguy hiểm. Sài Gòn có trao đổi hình. Quang Sáng vẫn đang gặp quá nhiều khó khăn với những tình huống truy cản của hàng phòng ngự đội bóng áo vàng. Nhưng cầu thủ mà áo số 16 đã không thể ghi được bàn. Đây là Quang Sáng. Vẫn là Quang Sáng. Dứt điểm. Bóng đã đi ra phía sau gôn. Ở hiệp 2 này thì bên phía các thủ Đình Chiền đã có sự thay đổi người. Đường chuyền vào của An Vin không thể đến được cái đầu của Kiên Mai Còn. Dũng Seven. Trần Anh, cú sút từ rất xa của Trần Anh. Một cú sút ấn tượng của tiền đạo bên phía các thủ áo vàng. Tiếp tục là một quả phạt góc. Kiên Mai Còn đang có mặt ở trong vòng cấm. Cầu thủ theo như tôi Quyền. An Vin, đường chuyền, Nhật Nguyên.
không được. Một pha ra vào hợp lý đến từ chỗ cao sâu. Xuyên chút nữa thì Nhân Nguyên đã có góc để có thể lớp bóng qua người của thủ thành 3 số 1. Nhưng cuối cùng thì chỗ cao sâu là người chiến thắng. Chuyền của Văn Đức, đáng tiếc là không thể đến được cái chân của Quang Sang. Kiếm mãi còn, vẫn còn, không được. Nhân Nguyên vừa rồi cho rằng bóng đã chạm tay của cầu thủ bên phía Đinh Chuyền, nhưng trọng tài đã xua tay. Tiếp tục là một quả góc được chuyển dành cho Dũng Seven. Hơi cao. Rất nguy hiểm. Thật sự là rất bất ngờ sau tình huống cất bóng của quân Gà Tể. Có lẽ là thủ thành cho cá sấu vừa rồi cũng đã đứng nhìn. Nhưng cuối cùng thì rất may là bóng đã đi ra ngoài. Quân Gà Tể. Và can thiệp kịp thời vừa rồi là của Hiệp Tiểu Phu. Trần Anh, vẫn là Trần Anh, vẫn còn. Dứt điểm, gỡ vào. Quá hay. Đội tấn công nhiều hơn, đó là Đinh Chuyền, không ghi được bàn thắng. Thì bây giờ cầu thủ mặc áo số 1 đó là Trần Anh đã giúp các thủ Sài Gòn vượt lên. Và nếu như các thủ Đinh Chuyền gặp một kết quả bất lợi ở trong trận đấu hôm nay thì họ gần như là không có hy vọng trong cuộc đua vô địch. Một pha xử lý quá hay đến từ Trần Anh. Một cú vỉa má ngoài và bóng hướng đến góc xa của khung thành. Và gần như không có bất cứ một cơ hội nào dành cho thủ thành chỗ cao sâu. 1-0 dành cho các thủ Sài Gòn. Và gần như trong những phút tiếp theo thì Đình Trường. Hà Messi. Zahu. Quá nhẹ. Rất đáng tiếc. Có lẽ là Zahu hơi bất ngờ sau đường chuyền bóng của đồng đội. Để chuyền. Cú ba rất hay. Hương là một đá lăn xả để có thể cản được tình huống chuyền bóng của Văn Hỏi. Nếu như không có tình huống xoay bóng vừa rồi thì chắc chắn là bóng đến chân của Gia Hủ. Lại là một tình huống cất bóng tốt. Nhưng cuối cùng chúng ta sẽ chờ xem quyết định của trọng tài. Cầu thủ Sài Gòn đang có một chút phàn nàn. Và một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Một tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Trần Anh sau tình huống phản ứng vừa rồi. Một tấm thẻ đỏ ở một phút cực kỳ quan trọng. Phía dưới cùng. Diễn biến của trận đấu đang diễn ra một cách không thể lường trước được. Và đây là Đinh Trường. Được chuyền vào. Văn Hỏi không thành công. Tiếp tục là một quả góc. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi của Anvin. Tiếp tục là người đá phạt, đó là Đình Trường. Rất nguy hiểm. Vẫn còn. Một đều dành cho Đình Trường. Quá hay.
Lần này thì tiền đạo chủ lực của các thủ đi trên đó là Quang Sáng đã có mặt rất đúng vị trí để có thể đệm bóng vào lưới. Kiên Mai còn An Vịn. Kiên Mai còn bóng đã chạm tay của tiền vệ ma số 8. Hòa Vinh. Cuba. Gần như các cầu thủ tấn công tốt nhất bên phía đình chiến đều đã có mặt. Vẫn còn. Xử lý. Vượt qua thủ môn rồi. 2-1 dành cho đình chiến. Qua hay. Tiếp tục là Quang Sáng với một tình huống xử lý không thể chê vào đâu được. Một tình huống đẩy bóng qua người của thủ thành bên phía Sài Gòn và sau đó lập công. Chính thức cầu thủ đình chiến vượt lên. Vượt lên các thủ Sài Gòn ở trong những phút tiếp theo. Cơ hội lại đến dành cho đình chuyển để có thể hy vọng vào một chiếc cúp vô địch. Và như vậy trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu ngày thi đấu sáng nay. Xin chúc mừng các thủ đình chuyển với 2 điểm có được. Họ sẽ có được 7 điểm và sẽ chờ cao thủ Rozoka Bất Động Sản Nhà Việt cùng với anh em cây trầm thi đấu vào ngày thi đấu chiều nay để xác định được ngôi vô địch. Tạm thời thì bên phía đình chiến đang dẫn đầu. Chúng ta sẽ quay trở lại với giải đấu Super League Cup ở trong ngày thi đấu chiều nay. Xin chào và hẹn gặp lại.